Ở đây là cần câu của chuột của Tim Tram ấy. Đây 2 4 6 7 cây, 7 cây cần câu ha. Đây 4 cây mới, 2 cây cũ ha. Cây đang ngồi nữa, cây đang ngồi nữa. À, đây cần câu của chuột của Tim Tram. Cần câu này mới sửa rồi hết trơn rồi đó. Cần câu của chuột của Tim Tram 7 cây, tổng cộng 7 cây, 2 cây cũ. Bây giờ ngồi rảnh mình ngồi coi với nhau đi. Đó. Vô người hết anh coi nè. Đó. Nó có tính không ta? Đây cần câu các bạn em, đây. Cần câu bự bự không em? Rất đẹp. 4 cây rồi, 5 cây thì sửa rồi, 2 cây kia cây cũ. Đó. Câu của Pochi Satram. Có 1 cây ngồi trên nữa. Là 8 cây. Hai. Đấy tôi kêu cấm ông quay mặt nha, ông quay sao ông quay không tiện, đừng có ông quay rồi dính mặt lông có nha. Mỗi cổ nữa là sao không? Vừa coi cái đồ kia cái em ngồi xuống em coi leo. Rồi bây giờ con chú gì mà đang đến coi hoàn toàn TV á. Dạ bữa nay mình lại tiếp tục qua quay chuột của Tram. Đã hoàn thành phần dán be lường ha. Be hoành ngồi sân rồi, xong rồi, chăm chăm xe rất đẹp. Bữa nay thợ tiếp tục làm mà mưa ha, trời mưa ha. Đây. Xong rồi đó bạn, đã chuẩn bị lên con be ha. Đã chuẩn bị lên con be. Lên con be nó là xong. Đây là cây ngò chùa Pochi Satram. Phường 7 thành phố Sóc Trăng đó các bạn. Đó. Đây là bữa nay cũng hoàn thành ha, chuẩn bị lên cống lên công mà be. Chuẩn bị lên con be. Ghe nhìn rất đẹp. Đây là chùa Pochi Satram. Phường 7 thành phố Sóc Trăng. Ghe nhìn nó đẹp lắm các bạn. Đây là do nghệ nhân đóng, danh Tùng đóng ha. Đây là do nghệ nhân danh Tùng đóng. Dở vậy, Tùng ơi nước lại luôn ạ. Đã hoàn thành hết
trơn ha, chờ lên cống bè nữa là lên đầu dưới lái nữa là xong ha. Em ơi chuột con chim trăm. Đây thuộc địa phường 7 thành phố Sóc Trăng đó các bạn. Thả dẻ. Thả dẻ. Kìa ngon. À, hôm qua làm cái gì ghé rồi, mà không thấy đồng sư trực tiếp thấy nấy ở dưới chùa Bông Giòn. Ờ, sư thiện này sao bữa chừng nào làm đi? Chưa hả? Bà ngồi phải không? Rồi nói chuyện hết trơn rồi ha. Đợi mình làm thôi phải không? Đây, ghe ngon, vậy thì cũng chăng sừng gần xong rồi các bạn ha. Đây vậy còn lên con be nữa ha, là hoàn thành ha. Con be nữa là xong. Con bé đó là hoàn thành đó. Hôm qua làm ngày luôn anh Thiện. Thế hôm qua làm ngày luôn mà, tại mình không biết mà tụng làm mà. Chứ sao mình quay nó bỏ anh đầu hoài à. À. Hỏi đi rước được bác quay. Đi rước về luôn hả? Đi rước lại luôn hả? Chiếc ghe là chiếc ghe ngò cũ ha. Chiếc ghe là ghe cũ do người dân đóng, ghe ngò Vinh Vương đóng ha. Phía này là Vinh Tùng đóng. Đó. Đây là xong, cái này còn lên dán bè nữa đấy ha. Đầu lái xong rồi. Ghe nhìn nó đẹp không chú bạn. Ghe ngò chùa Kuti Satram, phường 7 thành phố Sóc Trăng. Ghe hoàn thành các bạn ha, còn lên dán be. Dưới một phần lên dán be xong rồi là lên đầu dưới lái nữa. Là sẽ úp chắc chai ha. Coi như là xong. Phía này là ghe cũ nha. Ghe 05 bơi năm 2022. Chiếc ghe này lọt vào vòng 16 đội. Màu rất đẹp. Đây là ghe cũ em coi do Vinh Vương đóng. Đó rồi chiếc phía này đang đóng thì Vinh Tùng. Đó ha. Vinh Tùng. Anh Thiện ơi, anh Thiện để máy nhà anh luôn đây anh Thiện ha. Thì ghe này đóng cũng khoảng nửa tháng ha. Ghe này khoảng nửa tháng ha. Đó. Khoảng nửa tháng thôi ghe này cũng đã sắp hoàn thành rồi. Thì bữa nay thì sẽ lên công bè dành là lên đầu lên mũi coi như là hoàn thành này. Ổn lấy về quê hả? Ờ. Rất đẹp anh cái ghe ha. Đây còn đáy nè ha.
đấy. Ghe nhìn rất đẹp, phần đáy ghe rất là thoáng luôn các bạn ha, đây rất là thoáng luôn nè ha, phần đáy ghe nhìn rất đẹp. Giờ lên công mà con ve nó là coi như là hoàn thành rồi, giờ lên mũi lên lái nữa coi như là chắc chai ha. Ghe này mình dự đoán khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành, dự đoán khoảng một tuần nữa là sẽ hoàn thành chiếc ghe này. Tủ nó ngộ nó quay rồi, ngộ thiệt. À, muốn hết đó, không hết mưa đó thiệt, sáng lại đó. Ừ. Vậy còn đáy ghe nhìn rất đẹp hơn chứ ghe, nhìn rất là thoáng luôn chứ ghe này, nhìn rất là thoáng luôn. Vậy còn đáy ghe. Ghe này đợi lên con be nữa là hoàn thành đây. Với lên mũi, lên đầu lên mũi nó là chắc chai các bạn ha. Thì mình dự đoán cái chiếc ghe này hoàn thành khoảng mình dự đoán là ghe này khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thành. Theo mình nghĩ ha, một tuần nữa là hoàn thành. Nếu mà thợ làm ha, nếu mà sợ thợ nghỉ thôi thì nó lâu. Nếu mà thợ làm khoảng một tuần nữa thì nó hoàn thành này, cái ghe con này. Cái ngô này dài khoảng 31 mét các bạn ha, 31 mét. Cái ghe này, cái ghe mới, cái này với ghe cũ anh, cái này cũ. Đó. Cái ghe này thì để được 2 ghe cũng rộng ha, cũng rộng, để được 2 ghe.
Thôi giờ clip của mình cũng quay video ngắn nha. Chú anh bạn xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị bạn rất nhiều.